back and enjoy the magic of Alibaba and the 40 Thieves, only for you by the DSEN. तो आज हम 26 नवंबर 2016 के इस पन्ने पर अलीबाबा और 40 चोरों की कहानी को नवीन रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सदियों पुरानी इस कहानी पर अब तक अलग अलग भाषाओं में बहुत सी फिल्में बन चुकी है। सभी निर्माताओं ने अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार मूल कहानी में कुछ बदलाव और मौलिकता से इसे कुछ अनोखे अंदाज में आप लोगों के मनोरंजन और मार्गदर्शन के लिए संगीत में कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये प्रयास बेहद पसंद आएगा और कहानी कला के दुनिया में नए आयाम गढ़ेगा और नया इतिहास रचेगा। We hope that you have a good time. Let the fun begin with that super wide grin as we lead you into our recreated world of the Arabian Nights. But alas, Qasim lost all his wealth. He started spending Ali's wealth. Ali Baba was generous. He graciously gave money to his brother, thinking that he would repay him later. Unfortunately, Qasim could not, and gradually all the money was spent, and both of them were left with nothing. Ali Baba had to become a woodcutter and married a poor and needy woman. The money he earned was insufficient due to his wife's constant demands. On the other hand, Qasim married a girl from a rich family and lived a lavish and comfortable life. Ladies and gentlemen, we present to you Simply Ali and Ali's Here by grade 3 followed by grade 1 to introduce the protagonist of our musical, Ali Baba. Để xóa hết những bóng mây mù che khuất tháng năm êm đềm, nào ta cùng hát van và theo điều trong chuyện xưa cho em khúc ca về bao lời ca ngọt ngào. Vầng trăng rực sáng soi trần gian để thấy chàng dũng sĩ đang yêu mà niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát van và theo điều trong và hãy nói với tinh thần chàng dũng sĩ Ali Baba vì mùa xuân bao khúc hát vui tươi đẹp bao ước mơ mang đến cho đời niềm vui coi trần. Xóa hết những bóng mây mù che khuất tháng năm êm đềm. Nào ta cùng hát van và theo điều trong chuyện xưa cho em khúc ca về bao lời ca ngọt ngào.
Hồng trăng sự sáng soi trần gian để thấy chàng dũng sĩ đang yêu mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang và theo điệu trống và hãy nói với tinh thần chàng dũng sĩ Alibaba. Vì mùa xuân và cuộc hát vui tươi để bao ước mơ mang đến cho đời niềm vui coi trần. Nào ta cùng hát vang và theo điệu trống truyền sứ cho em khúc ca về bao lời ca ngọt ngào. Vầng trăng từ sáng soi trần gian để thấy chàng dũng sĩ đang yêu mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang và theo điệu trống và hãy nói với tinh thần chàng dũng sĩ Alibaba. Vì mùa xuân và cuộc hát vui tươi để bao ước mơ mang đến cho đời niềm vui coi trần.